cho cho mày có. Cây cúc này thì mai cúc này thì có giá tầm 2,5 triệu ấy. Cái đặc biệt thì của cái cúc mai là nó nở hoa rất là lâu, nở hoa lâu và hoa nó bền hơn. Nên là thường người ta hay chọn cúc mai để làm những cây cúc mini bonsai hoặc là cúc cúc mini đó. Có thì điện thoại nha con, mình có chạy lạnh.